Chào mừng các anh chị trong câu lạc bộ trí tuệ ưu tú. Chào mừng các anh chị đang xem livestream này. Chào mừng chúng ta quay trở lại với chuỗi livestream bộ công thức bí kíp thu hút tiền bạc, cải thiện sức khỏe và mối quan hệ. Thư người đồng hành cùng các anh chị trong chuỗi livestream này, Thư xin được tự giới thiệu. Thư họ tên đầy đủ là Phạm Nguyễn Minh Thư, thành viên của câu lạc bộ trí tuệ ưu tú. Chúng ta cùng đợi một vài phút để các anh chị em kịp vào tham dự chúng ta các anh chị ha. Các chị hãy tag những người bạn thân yêu của mình, gia đình thân yêu của mình, những người thân quen mà các anh chị biết là họ mong muốn và khao khát tìm thấy con đường thành công và giàu có, thì hãy tag họ ngay vào phần comment của livestream này các anh chị nha. Và cái không chỉ là những người mà đã xác định là mong muốn tìm thấy con đường thành công giàu có, hay là chúng ta cũng có thể tag cả những người mà đang mong muốn thay đổi một điều gì đó ở trong cuộc sống của mình nữa các anh chị nha. Rất là tuyệt vời. Thư sẽ cùng Thư xin một vài phút để tag những người bạn thân của mình các anh chị. Rồi hôm nay cả là cái cả một tuần vừa rồi thì các anh chị có những cái thành công gì, các anh chị tâm đắc với cái điều gì, học được một cái bài học gì, có cái điều gì ấn tượng, có cái điều gì làm cho các anh chị cảm thấy rất là vui trong tuần vừa qua, thì anh chị có thể comment lên phần chat này các anh chị. Cái điều mà làm cho anh chị vui đó cũng chính là một thành công rồi, các anh chị chúng ta nhớ ghi nhận nha. Rồi giờ comment lên phần chat cho Thư thấy nha, anh chị nào tag xong những người bạn của mình rồi thì comment phím số 1 giúp Thư nha. Rồi các anh chị cũng có thể tổng kết thành công của ngày hôm qua hoặc là của một tuần vừa rồi để chúng ta cùng nhau ăn mừng các anh chị ha. Thư cười xinh quá các anh chị ơi. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau thực hành một thói quen của người thành công, đó là ra quyết định. Thư và các anh chị chúng ta sẽ nhắm mắt lại và nghĩ về cái kết quả chúng ta mong muốn. Anh chị nha, anh chị mong muốn đạt được cái điều gì khi mà anh chị tham gia cái buổi chia sẻ này, thì hãy nghĩ về cái điều đó, đúng không ạ? Chúng ta bắt đầu nhé. Rồi các anh chị chúng ta quay trở lại chỗ ngồi của mình các anh chị ha. Chúng ta hãy có mặt
hiện diện ở trước chỗ ngồi của mình các anh chị chúng ta nha. Thì hôm trước chúng ta đã cùng nhau được biết về cái cơ yếu tố số 2 rồi đúng không các anh chị ha, và chúng ta nói là chỉ còn làm chủ hai cái điều ba cái điều này thôi thì là chúng ta đã như thế nào ạ? À? Chúng ta đã thay đổi cuộc đời của mình luôn rồi đúng không, làm chủ cả cuộc đời của mình, làm chủ vận mệnh của mình luôn. Hôm nay chúng ta đi tiếp cái yếu tố tiếp theo trong cái yếu tố hôm trước chúng ta đi cái yếu tố số 2 đúng không, nhưng mà trong cái yếu tố số 2 thì nó có ba cái nhỏ. Hôm nay chúng ta sẽ đi cái yếu tố cuối cùng ở trong yếu tố số 2 các anh chị ha, mà một trong những cái yếu tố mà giúp cho các anh chị thì các anh chị biết thứ nhất là một chút ha, cái hôm trước là chúng ta đang cùng nhau đến cái ví dụ là cái sự hợp tác và cái sự sợ khác nhau giữa cái nền giáo dục của người Việt Nam và người nước các nước phương Tây và người Nhật Bản đúng không ạ? Ở phương Tây và các nước Nhật Bản thì người ta giáo dục đó là cái sự kết hợp, để thành công hay làm cái đại sự gì đó thì phải có sự kết hợp, nhưng mà ở nhà trường của chúng ta thì lại dạy là phải có cái sự tranh đấu thôi, một một là mình, hai là người khác thôi các anh chị, và thậm chí là chúng ta còn có những cái tư duy như thế nào ạ, thương trường là chiến trường nữa đúng không ạ? Đấy, cho nên là người Việt Nam của chúng ta không có cái, trừ khi trong cái lúc mà cái lúc mà chiến đấu để giành độc lập dân tộc thì cái đó là chúng ta rất là đoàn kết. Cả lịch sử, tất cả cả thế giới, tất cả nước chúng ta, tất cả con dân Việt Nam thì đều biết cái điều đó rồi đúng không? Nhưng mà ở trong những cái lĩnh vực khác thì chúng ta lại chưa làm tốt cái điều đó, anh chị ha, anh chị hiểu không ạ? Ví dụ như là trong kinh doanh thì chúng ta không có cái sự, chúng ta lại có cái niềm tin là mình, những cái người khác đó là đối thủ cạnh tranh của mình đấy, cho nên là mình làm một mình luôn. Các anh chị thấy là những anh chị nào thế hệ trước đó thì hay là một mình ở trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đó các anh chị, tức là một mình cân hết tất cả các nhiệm vụ luôn, và không có ai là cái người xuất sắc nhất, giỏi nhất, và cũng như là không có ai thay thế được mình luôn. Thì một một cái người như vậy á, làm một thời gian đầu anh chị, tới một thời gian giới hạn thôi, tại vì không thể không gánh nổi nữa anh chị, không tự tạo áp lực cho mình luôn, không giao việc cho ai hết. Thì cách đó có thể là ở ở cái thời gian trước thì nó tốt, nhưng mà ở cái thời gian này chúng ta kinh doanh là không có một mình được các anh chị ơi, ha các anh chị ha, chúng ta không thể kinh doanh một mình đâu các anh chị ở cái thời kỳ này, hai các anh chị nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu rõ hơn vì sao lại như vậy. Thì các anh chị biết đó là những cái công ty mà trách nhiệm hữu hạn mà một thành viên, tức là cái người sếp là họ làm từ A đến Z luôn á, thì sao anh chị? Thường là không trụ được quá 5 năm anh chị, còn nếu mà trụ được thì rất là vất vả, cực luôn. Thì các anh chị, tại vì sao ạ? Những anh chị chủ như vậy á, là có cái niềm tin là không có tin ai hết, cho nên là không có giao việc cho ai, mà và tức là một mình làm tất cả mọi khâu quan trọng nhất luôn. Anh chị nắm được không ạ? Thì anh chị nhớ nha, mình phải làm chủ cái lời nói của mình đúng không ạ? Mình bắt đầu có những cái niềm tin đúng, đầu tiên hôm trước là chúng ta làm chủ
ba cái yếu tố mà để giúp cho các anh chị làm chủ cuộc đời. Đầu tiên là anh chị làm chủ việc, làm chủ suy nghĩ, tiếp theo là chúng ta làm chủ lời nói các anh chị ha. Mình không được than, than thì nó không có giúp cho mình thu, nó không hút giúp mình hút được những cái điều tuyệt vời anh chị ha. Ngày xưa ông cha ta thì rất là đoàn kết đúng không ạ, nên là mới có thể chiến thắng được cái trận chiến, cái cuộc chiến tranh xâm lược, rồi cái cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam, cũng như là được giành được cái sự độc lập tự do cho đất nước Việt Nam, để chúng ta trở thành một cái đất nước tự do, cái đất nước độc lập ở ngày hôm nay hạnh phúc đúng không ạ. Là do anh chị mình không biết, rồi dần dần, và cái thì thư không có nói là chúng ta không, hoàn toàn không phải là những người đoàn kết, không phải anh chị, chúng ta làm tốt cái việc đó ở thời chiến nha, nhưng mà bây giờ thời bình, thời bình chúng ta cũng phải tiếp tục phát huy cái điều đó nữa. Nhưng mà đâu đó thì trong cái cách trong trong cái ở ghế nhà trường thì chưa có làm tốt cái chuyện đó lắm anh chị hiểu không ạ. Tức là có những nơi học với anh chị ha, có những cái môi trường học tập, có những cái quyển sách không phải là sách mà người thành công thật sự họ viết, mà thì những cái tác giả kia thì viết theo cái hướng mà để bán sách thôi. Thậm chí là khuyên cái người đọc là phải dùng mẹo này mẹo kia anh chị ha, mưu mô, thì anh chị biết thì sẽ không có thành công được, thì họ cũng không phải là những người thành công thật sự anh chị. Nên các anh chị biết là bản thân anh chị ở thời đại này, những cái thông tin mà anh chị tiếp nhận đó nha, là anh chị phải lọc, phải lựa chọn để mà mình tiếp nhận và nạp cái gì vào đầu anh chị ha. Và chúng ta nhớ là chỉ nói những cái điều mình mong muốn thôi, những cái điều mà mình không mong muốn thì sao ạ, đừng nói. Luôn nói những cái điều hướng đến cái kết quả các anh chị đạt được nha, thì sẽ thu hút những cái điều giúp cho anh chị đạt được cái mục tiêu của mình đúng không ạ, đúng anh chị ơi. Và cái làm chủ thứ ba, cái làm chủ thứ nhất là gì ạ, làm chủ suy nghĩ, cái làm chủ thứ hai đó là làm chủ lời nói. Và chúng ta đi tới cái yếu tố tiếp theo này anh chị ha, trong ba cái yếu tố mà giúp cho các anh chị làm chủ cuộc đời của mình, làm chủ vận mệnh của mình đó. Đó là chúng ta làm chủ cái hành động của mình, làm chủ hành động của mình anh chị ha. Có nghĩa là chúng ta phải luôn đặt cái câu hỏi là anh chị làm cái việc này nè, anh chị làm cái việc này, cái hành động này nó có hướng đến cái kết quả mà anh chị mong muốn đạt được hay không, cái hành động này nó có hướng thiện hay không, nó có hướng đến cái điều tốt đẹp tích cực hay không, giúp anh chị đạt được những cái kết quả anh chị mong muốn hay không nha anh chị nha. Nếu mà ví dụ có ai đó nhờ mình làm cái việc gì đó thì anh chị phải đặt cái câu hỏi như vậy, nếu mình làm, mình giúp người ta cái việc này có giúp mình đạt mục tiêu hay không. Ví dụ người ta tự nhiên người ta nhờ mình đi đón con giùm họ, trong khi mình đang kiếp livestream, mình đang kinh doanh, mình đang bán hàng, mình đang học Zoom, thì quan trọng là đi rước con giùm họ, mình phải bảo hết mình đi rước con giùm họ, thì phải hỏi là mình làm cái điều này nè, mình có đạt mục tiêu 30 ngày hay không. Nếu không thì tạm thời là mình tập trung vào cái công việc của mình trước đúng không ạ. Bây giờ ví dụ mình biết rằng là cần phải vào học Zoom, phải tăng trí tuệ, mình phát triển trí tuệ của mình lên, gia tăng cái tư duy của mình lên, gia tăng cái sự hiểu biết của mình lên, ứng dụng một công thức của người thành công để mình đạt mục tiêu. Vậy nếu như mình hôm nay mình không vào Zoom, vậy thì cái hành động mà mình không vào Zoom á có giúp mình đạt mục tiêu hay không, nếu không thì vào đi ạ. Nha, nếu mà anh chị làm chủ được ba cái điều này, suy nghĩ, lời nói và hành động của mình, thì từ nay về sau các anh chị yên tâm luôn, không phải nghĩ về một cái tương lai của mình, không phải nghĩ về tương lai quá nhiều nữa anh chị, bởi vì anh chị sẽ luôn thu hút những điều tốt đẹp tích cực, thành công giàu có đến với cuộc đời của mình, gia đình của mình nha anh chị nha. Đây là cái yếu tố số 2, là chúng ta phải hiểu các quy luật của vũ trụ, chúng ta phải trở thành bậc thầy sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn. Nếu không hiểu quy luật
vũ trụ anh chị nha thì sẽ không an toàn đâu ạ. Tại vì á, trong vũ trụ này á, sẽ có các quy luật, nếu mà anh chị chúng ta giống như là chúng ta tham gia trong di chuyển trong ở trên đường đi giao thông, chúng ta tham gia giao thông đúng không, mà mình không biết luật thì mình sẽ sao anh chị, không được an toàn đúng không ạ? Điều này thì đồng ý đúng không, đồng ý với Thư đúng không? Đi làm mà chúng ta không hiểu luật của công ty thì chúng ta sẽ bị khả năng cao là bị sa thải. Và nếu mà ở trên thế giới này mà không có luật thì sao ạ? Thì làm sao mà thế giới này có thể phát triển được và chúng ta có thể có một cái cuộc sống tuyệt vời như ngày hôm nay đúng không ạ? Có thể chắc là khả năng cao là loãng hết rồi các anh chị nha. Cho nên là trong cuộc sống của mình á cũng như thế, nếu mà mình không hiểu luật ha, mình sẽ thấy là cái cuộc sống của mình nó rất là nhiều gian truân, thử thách, thác ghềnh, không thuận lợi giống như là mình mong muốn, thì nó sẽ rất là bất lực anh chị. Lúc có tiền, lúc không có tiền, lúc vui, lúc không vui, lúc lên, lúc xuống, rồi mình cứ hỏi ông trời là tại sao, tại sao. Nhưng mà khi mà các anh chị sống đúng các quy luật vũ trụ thì các anh chị sẽ thấy rất là tuyệt vời luôn. Thì các anh chị sẽ nhìn thấy là tại sao khi mà các anh chị vào câu lạc bộ trong một thời gian ngắn mà cái kết quả của anh chị lại rất là vượt trội về tài chính, sức khỏe, mối quan hệ, là bởi vì khi anh chị vào đây các anh chị gặp câu lạc bộ, gặp các vị doanh nhân nhóm trưởng, gặp doanh nhân Miss Thanh Tú, doanh nhân Mr. Công Minh, các anh chị đã định hướng cho các anh chị hiểu về các quy luật và sống đúng luật thì cái cuộc sống của chúng ta nó cứ thế mà đi lên thôi. Chứ đâu có gì đâu khó các anh chị ha. Bao nhiêu trong số các anh chị chúng ta thấy rất là tuyệt vời thì comment tôi đi ạ. Ngoài kia anh chị ha, đâu có ai chia sẻ với các anh chị là các quy luật là gì đâu đúng không? Không học nên là không hiểu và không làm đúng, làm không đúng luôn đúng không? Còn vào đây các anh chị vào câu lạc bộ chúng ta thì sao, chúng ta được học, được hiểu, làm đúng thì cái cuộc đời của mình nó tăng trưởng lên. Nên anh chị nha, các anh chị vào, anh chị phải ứng dụng vào chính cái công việc của mình. Nếu như mà cái công việc hiện tại của mình nó chưa giúp cho mình có một cái nguồn thu nhập tốt như là mình mong muốn thì sao? Dạ vâng, thì anh chị phải bắt đầu có những cái chiến lược mới, những hành động mới, những cái kế hoạch mới để mà đạt mục tiêu của mình, đúng không ạ? Đó là yếu tố số 2 anh chị nha. Và rất là quan trọng, các anh chị nhớ là nếu như mà anh chị đang sống không đúng các quy luật của vũ trụ thì vũ trụ sẽ báo hiệu cho các anh chị đó. Anh chị ha, vũ trụ sẽ báo cho chúng ta những cái tín hiệu thông qua cái kết quả cuộc sống hiện tại của mình và nó sẽ theo mức độ từ nhỏ đến lớn. Các anh chị phải để ý nha, để mà kịp thời theo dõi cái tài chính chưa được dư dả, cái tài chính mà chưa được thoải mái, rồi cái mối quan hệ chưa được hanh thông, sức khỏe chưa được dồi dào, rồi vâng, cần phải nghiên học tập luật, học lọc lại đi anh chị nha. Yếu tố số 2 mà các anh chị cần phải các anh chị phải học tập về các quy luật của vũ trụ, học cách ứng dụng sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn, học cách khai phá con người phi thường ở bên trong của mình. Và cái yếu tố số 2 này đã giúp cho các vị doanh nhân nhóm trưởng của chúng ta anh chị ha, Miss Thanh Tú, Mr. Công Minh, các anh chị doanh nhân nhóm trưởng có được một cái cuộc sống tự do về tài chính, tự do không gian, tự do thời gian như là ngày hôm nay, một cái cuộc sống thịnh vượng hạnh phúc anh chị, đúng không? Và yếu tố cuối cùng, yếu tố số 3 để mà chúng ta có thể tự do về tài chính anh chị nha, yếu tố số 3 cực kỳ quan trọng luôn, đó chính là anh chị phải phát triển thêm cho mình những cái kỹ năng, phát triển thêm cho mình những cái kỹ năng anh chị. Nếu anh chị đang mong muốn tự do về tài chính thì các anh chị cần phải phát triển cho mình cái kỹ năng gia tăng cái việc kiếm tiền lên anh chị nha, mình phải gia tăng cái kỹ năng kiếm tiền lên.
Giống như là anh chị đi làm, nếu anh chị chỉ biết có một kỹ năng duy nhất thôi, ví dụ các anh chị làm văn phòng, các anh chị chỉ biết cái kỹ năng làm giấy tờ thôi, thì cái thu nhập của các anh chị á nó sẽ ở mức đấy, nó có nhiêu đó anh chị ha, tức là 3 đến 5 triệu thôi. Trong khi các anh chị chúng ta phát triển thêm, nhưng mà chúng ta phát triển thêm cho mình những cái kỹ năng về bán hàng, về marketing, và mình tính toán thêm này kia không, kỹ năng tính toán nữa, cái khả năng các kỹ năng khác thì sao ạ? Mình có thêm những kỹ năng khác thì cái mức thu nhập của anh chị nó sẽ tăng lên, và có một cái kỹ năng này anh chị không, có hai cái kỹ năng này mà nếu các anh chị giỏi nha, là từ nay về sau các anh chị khỏi lo, không lo nghĩ về tiền luôn, và các anh chị sẽ có một cái cuộc sống là cực kỳ nhẹ nhã thảnh thơi luôn các anh chị. Có thể là gọi là mua bất cứ thứ gì mà các anh chị muốn, mà đi bất cứ nơi đâu, ở bất kỳ đâu với bất kỳ ai luôn. Chính là hai kỹ năng này đã giúp cho doanh nhân Miss Thanh Tú và tất cả các anh chị trong câu lạc, anh chị doanh nhân trong nhóm trưởng cho câu lạc bộ, và thậm chí là các anh chị thành viên của câu lạc bộ anh chị ha, có cái cuộc sống đi lên, cải thiện anh chị vượt, và có những cái thành công bứt phá các anh chị ha. Và cuộc sống thì vô cùng tuyệt vời luôn chị ha, mọi người thành công, ngày càng thành công, giàu có, thành công, nối tiếp thành công anh chị. Đó chính là kỹ năng về bán hàng và marketing, được không ạ? Anh chị phải gia tăng thêm cho mình cái kỹ năng bán hàng và marketing. Sau khi các anh chị thay đổi tư duy, niềm tin rồi, cài đặt lại cho mình những cái tư duy của người thành công, giàu có rồi, và chúng ta bắt đầu thấu hiểu những quy luật của vũ trụ rồi, thì phải đến cái phần kỹ năng anh chị nha. Giống như là rất nhiều người giỏi về kỹ năng, cuộc sống của họ rất là vẫn lận đận, thì về tài chính đó, là bởi vì họ thiếu tư duy, họ thiếu cái sự hiểu biết về các quy luật của vũ trụ. Có nghĩa là có những người cái gì họ cũng biết hết, kỹ năng gì họ cũng rất là giỏi nha, nhưng họ vẫn chưa tự do về tài chính, họ chỉ giỏi kỹ năng thôi, tư duy và quy luật vũ trụ họ chưa có nắm được. Còn ở đây câu lạc bộ chúng ta anh chị ha, khi mà anh chị tham gia vào môi trường câu lạc bộ, các anh chị sẽ có phát triển cả ba luôn, một là tư duy, hai là trở thành bậc thầy sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn, ba là kỹ năng. Vậy thì kỹ năng ở đây anh chị là kỹ năng bán hàng và kỹ năng marketing. Hai cái kỹ năng này sẽ giúp cho các anh chị trao được nhiều giá trị ra ngoài thị trường, và giúp cho các anh chị thu hút được tiền về với mình à, rất là nhiều anh chị nha. Và cái kỹ năng số 3 đó là cái kỹ năng quản lý dòng tiền. Bán hàng rồi, marketing rồi, thì phải tới quản lý dòng tiền anh chị nha. Công thức anh chị là những cái gì mà chúng ta nhận được nó sẽ bằng tư duy gốc rễ của mình và cộng với giá trị mình trao cho thị trường. Đây là quy luật cân bằng các anh chị nha. Nên là chỉ cần anh chị bám theo những cái quy luật này thì từ nay về sau cuộc sống của các anh chị nó sẽ thay đổi một cách ngoạn mục. Vậy từ nay về sau á, những cái yếu tố, những cái tư duy để mà mình trao được cái giá trị cho cộng đồng á, bản thân của các anh chị phải có giá trị thì mới có thể trao được cho cộng đồng chứ, đúng không? Vậy thì bây giờ phải làm sao để mà chúng ta trao nhiều giá trị nhất cho cộng đồng ạ? Đây là bí mật. Nếu anh chị có một sản phẩm dịch vụ rất là tốt, nhưng bây giờ anh chị không biết cách để trao đi cái giá trị của mình giúp cho cộng đồng, thì cũng như không anh chị ha. Nên thông qua marketing anh chị nha, marketing online à, thời buổi bây giờ anh chị là thời đại của thông tin rồi anh chị ơi, thời đại thông tin rồi. Ở đây anh chị nào mà chúng ta có điện thoại smartphone đâu ạ, ai cũng có đúng không? À, có điện thoại rồi cũng biết dùng mạng xã hội rồi, laptop, máy tính, rồi MacBook. Nếu như mình chỉ có thể đưa các công việc của kinh doanh của mình lên online, có thể tiếp xúc, có thể chạm đến hàng tỷ người ở trên Internet anh chị nha, mình phải xây dựng được cái mối quan hệ thân tình, tin cậy với rất nhiều người ở trên Internet, trên online. Và nhờ các công cụ marketing sẽ giúp cho
nhiều người biết đến mình, anh chị. Sau đó mình có thể giúp được nhiều người hơn thông qua cái việc bán hàng. Đây là lời khuyên cho những anh chị nào mà cái kỹ năng nào mà giúp anh chị thay đổi cuộc đời đó. Anh chị ha. Thì anh chị phải học ngay lập tức. Sau đó chúng ta bắt đầu học cái kỹ năng gia tăng dòng tiền trước. Chúng ta sẽ học cái kỹ năng gia tăng dòng tiền anh chị. Trong cái kỹ năng bán hàng marketing và sau đó là quản lý dòng tiền. Anh chị ha. Rồi mới tới cái bước nhân giống đồng tiền nha anh chị ha. Nên là Thư nói với các anh chị rằng đó là cái cuộc sống của các anh chị doanh nhân nhóm trưởng của chúng ta, doanh nhân Miss Thanh Tú của chúng ta anh chị ha, rất là tuyệt vời luôn. Và tại đây thì Thư cũng đã chứng kiến trong quá trình học tập với câu lạc bộ, thì Thư cũng đã chứng kiến thậm chí là những anh chị doanh nhân nhóm trưởng, doanh nhân Miss Thanh Tú của chúng ta còn chứng kiến nhiều hơn nữa, rất là nhiều anh chị tham gia vào môi trường câu lạc bộ. Khi mà thay đổi được về tư duy, hiểu được về các quy luật, rèn luyện được bản thân cái kỹ năng bán hàng marketing, quản lý dòng tiền, nhân giống đồng tiền, thì cuộc sống của tất cả các anh chị ấy đều thay đổi về tài chính, thành công hơn, giàu có hơn, hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn. Và Thơ rất là mong muốn chia sẻ cái điều này đến các anh chị, để các anh chị biết rằng là không cần phải quay cuồng lận đận với cái cuộc sống hiện tại đâu. Bởi vì hồi xưa đó anh chị, tôi chia sẻ với các anh chị, tôi cũng là một người như thế các anh chị. Doanh nhân với Thanh Tú của chúng ta, anh chị thấy hiện tại là đang là cái người sáng lập trong một cái câu lạc bộ mà mỗi buổi tối như vậy là cả gần 2.000 người vào học và nhận học những cái kiến thức mà cái kinh nghiệm mà doanh nhân Miss Thanh Tú chúng ta chia sẻ đang trao giá trị cho cộng đồng, đúng không? Thì các anh chị biết là hồi xưa Miss Thanh Tú là một người như thế nào không ạ? Rất là sợ bán hàng, sợ marketing rất là nhiều luôn các anh chị. Thì bao nhiêu các anh chị trong số các anh chị cũng đã đang sợ bán hàng, sợ marketing đâu ạ? Trước đây Thư cũng là một người như vậy nha các anh chị, nhưng mà đến với câu lạc bộ thì thứ khác rồi, và đang ngày ngày rèn luyện để mình ngày càng giỏi lên các anh chị nha. Hay là trước đây đã từng như vậy nè, anh chị nào mà hiện tại đang như vậy á, sợ bán hàng sợ marketing á, là anh chị làm thuê anh chị không có, anh chị có sợ không? Bây giờ đi làm thuê mấy chục năm luôn anh chị có ớn không ạ? À? Ớn không anh chị ơi? Nếu Miss Thanh Tú chúng ta làm 2 năm là ớn, còn Thư thì 1 năm anh chị. Vậy thì nếu như mà anh chị sợ bán hàng, sợ marketing á, tại sao anh chị sợ? Bởi vì trước giờ là mình đâu có làm đâu, nên là mình không biết, mình sợ anh chị ha. Thì thường á, cái con người của mình á, làm cái gì mới á, là mình sẽ sợ anh chị ha. Và cái thứ hai anh chị, mình thấy là có nhiều người làm không được, nên là mình suy nghĩ rằng là họ làm không được nên là chắc mình cũng làm không được đâu. Và có nhiều người họ nói với mình là không làm được đâu, hù mình á anh chị. Và các anh chị đã từng marketing rồi nhưng anh chị không thành công, nên thành ra là anh chị có cái điểm đỏ ở trong quá khứ đấy, làm cho các anh chị sợ bán hàng và marketing. Nhưng anh chị ơi, khi mà anh chị tham gia vào môi trường câu lạc bộ nha anh chị, khi mà anh chị nhìn vào cái bản tầm nhìn của mình, cái bản mục tiêu của mình, các anh chị phải tự hỏi bản thân như vậy nè: những cái người thành công giàu có họ làm cái gì? Các anh chị hãy quan sát người thành công và giàu có đi anh chị, các anh chị nhìn thấy là họ đều kinh doanh đúng không ạ? Họ đều có những cái sản phẩm dịch vụ mà để họ kinh doanh, họ bán hàng đúng không anh chị? Đúng hay rất đúng anh chị ơi? Anh chị có nhìn thấy là cái người thành công và giàu có là nào mà đi làm thuê không ạ? Ok, họ đều là những người kinh doanh đúng không ạ? Đều có doanh nghiệp.
họ đều có một cái sản phẩm để mà họ cung cấp cho thị trường, họ thu lợi nhuận về. Vậy thì nếu như mà các anh chị thực hiện được cái mục tiêu, cái ước mơ của anh chị đã viết ra 2024, ước mơ của mình chị Hà, thì hôm nay các anh chị hãy bước chân vào kinh doanh. Các anh chị biết rồi đúng không, câu này thì quá quen đối với người Việt Nam chúng ta rồi, phi thương thì bất phú, câu này không sai đâu ạ. Và để bây giờ mà kinh doanh á, nhập hàng về không bán được rồi thì kinh doanh làm gì anh chị? Kinh doanh rồi ôm một đống hàng rồi lên livestream nói anh chị ha, rồi bán được dăm 300.000 hay là vài triệu được một tháng rồi. Rồi khi nào anh chị mới mua được nhà anh chị ơi, khi nào anh chị mới đạt được cái bản mục tiêu của mình, cái bản mục tiêu của mình anh chị? Anh chị nhìn, anh chị quy đổi thành tiền đi ạ. Cái nhà nào là cái nhà 10 tỷ, cái xe 2 tỷ, toàn là cái mục tiêu tiền là to to không mà. Rồi anh chị chia giúp Thư đi với tổng cái số tiền trên những cái mục tiêu đó, thì bao lâu anh chị sẽ cái công việc mà thì cái công việc của anh chị hiện tại đó, bao lâu mua được hả? Anh chị hình dung là hiểu là phải lên livestream cái công việc livestream truyền thống nhà những cái món mặt hàng truyền thống đi, hay là rất là nhiều anh chị cũng đã đem công việc kinh doanh lên online rồi nhưng mà nó vẫn tại sao vẫn chưa thành công, vẫn chưa có hiệu quả, vẫn chưa mang lại cái nguồn thu nhập không giới hạn cho những anh chị đó, vẫn chưa giúp cho anh chị đó thành công giàu có rất ha. Anh chị hình dung không lẽ là mình lên livestream là hello tất cả mọi người, tối hôm nay Thư lên đây để gặp anh chị giao lưu nha, tối hôm nay Thư có một cái sản phẩm rất là tuyệt vời, một cái bút, cái bút này là tặng rồi, khi mua cái bút này thì anh chị được tặng cái này, mà mua combo này thì anh chị được tặng cái kia. Dạ vâng, nếu như mà ngày nào cũng livestream hết trơn các anh chị ha, có rất nhiều anh chị ngày nào cũng lên livestream hết mà. Bây giờ anh chị biết rồi, streamer đông lắm anh chị ha, cái cộng đồng streamer ở Việt Nam rất là đông anh chị, nếu mà không có sự khác biệt gì hết mà anh chị đòi cạnh tranh với các streamer rồi các TikToker, anh chị nên nhớ nha, các streamer rồi các hot TikToker hay là những cái người mà YouTuber anh chị ha, họ nổi tiếng, họ có giá trị và họ có lượt follow đông ở trên cộng đồng mạng, và họ cũng trao giá trị cho cái thị trường thông qua những cái video, có thể là video hài của họ hay là những cái video về cuộc sống ngoài đời thường mà nó có giá trị. Bây giờ anh chị cứ cầm cái điện thoại lên rồi tôi bán cái này, sản phẩm này có ai mua không? Không mua, không ai mua hết đúng không? Cứ cầm lên nói xong rồi sáng nói, trưa nói, chiều nói, cầm lên, cầm cái sản phẩm mình lên, cái thời đó nó qua rồi anh chị ơi ha, thời kỳ đó anh chị nó qua rồi. Bây giờ anh chị nhìn cái bản mục tiêu 30 ngày anh chị đi, anh chị nhìn cái mục tiêu 1 năm của mình anh chị cho tôi hỏi nè, anh chị cộng hết tất cả cái mục tiêu 1 năm của anh chị lại, có phải là nó trên 1 tỷ không? Để đạt được những cái mục tiêu đó, có phải tổng tài sản là toàn là trên 1 tỷ không? Đúng thì comment số 1 đi ạ. Có cái nào mà 10 triệu đổ xuống không anh chị? Hay là 10 triệu thôi? Hay khỏi ước anh chị ha? Tại vì hiện tại đi làm thuê thôi là cũng đã đạt được cái con số 10 triệu rồi, cần gì phải ước nữa. Rồi chia giúp Thư anh chị ha. Chia giúp Thư anh chị các mức thu nhập có 1, 2 triệu hay là 10 triệu để khi nào mới đạt được ước mơ, những cái ước mơ mà anh chị viết xuống trong bảng mục tiêu của mình đó, giống như hồi đầu. Đúng không ạ? Thư có nói, các anh chị phải kiên trì, kiên định với cái mục tiêu ước mơ của mình, các anh chị phải có con đường. Chứ bây giờ anh chị kiên trì, kiên định, anh chị nhìn thấy mục tiêu không đạt được, mà anh chị đi hoài, đi 10 năm, 20 năm nữa, không đạt được, tại sao vẫn đi? Giống như các anh chị nhìn cái con đường của các doanh nhân,
nhóm trưởng câu lạc bộ nhà mình đi, đang đi nè, anh chị có thấy rằng là nếu anh chị đi cái con đường giống như Thư, giống như doanh nhân Miss Thanh Tú, giống như các anh chị doanh nhân nhóm trưởng, anh chị có tự tin là mình đạt được không ạ? Con đường gì mà đúng không ạ? Anh chị nhìn doanh nhân Miss Thanh Tú chúng ta đi ạ. Anh chị phải anh chị nào chưa biết doanh nhân Miss Thanh Tú thì liên hệ ngay với người bạn của mình, liên hệ ngay với Thư để mình có mặt ở trong buổi chia sẻ trao giá trị cộng đồng của câu lạc bộ vào lúc 19:30 anh chị ha. Để anh chị nhìn đi ạ. Miss Thanh Tú à, đồng hồ Rolex mà anh chị biết Miss Thanh Tú năm nay là mới 27 tuổi anh chị ơi, vừa tròn 27 tuổi ngày hôm qua luôn. Ngày hôm trước cách đây một ngày, là mới vài ngày thôi là vừa mới bước sang tuổi 27 các anh chị ha. Nhưng mà đã sao ạ? Sở hữu Rolex, sở hữu xe xe Mercedes, sở hữu nhà triệu đô, vân vân. Một doanh nghiệp triệu đô nữa các anh chị ha. Thì cái con đường này nó mới, cái con đường giống như các anh chị doanh nhân nhóm trưởng chúng ta, doanh nhân Miss Thanh Tú chúng ta nó mới ngầu đúng không anh chị? Cái con đường đi kinh doanh mà đầu tư gì mà 5 năm trời không có một cái sự thay đổi gì hết, 3 năm cũng không có những cái 3 năm nó cũng có những cái thành công mà anh chị ha, nó cũng vừa vừa anh chị. Tại vì á anh chị biết doanh nhân Miss Thanh Tú và tất cả các anh chị doanh nhân câu lạc bộ chúng ta và tất cả các anh chị thành viên của câu lạc bộ thì phát triển cái gì không chị? Cái này anh chị nha, học về kinh doanh, học về bán hàng, về marketing để mà có thể gia tăng lên cái giá trị của mình rồi trao cái giá trị đó ra ngoài thị trường. Những gì mà mình nhận được, anh chị nhớ công thức không ạ, quy luật cân bằng, những gì mình nhận được bằng tư duy gốc rễ của mình cộng với giá trị mình trao cho cộng đồng, thì mình cứ bám sát cái mục tiêu đó mình đi thôi anh chị. Bây giờ giá trị của mình không phát triển lên, tư duy của mình không có để mình trao cho cộng đồng thì làm sao mà mình có thể trao giá trị hơn được. Thì anh chị biết cái đồng hồ Rolex của Miss Thanh Tú thì như thế nào? Tương đương với một cái những ngôi nhà cấp 4 ở quê các anh chị, trên 1 tỷ được không ạ? Thì anh chị, như anh chị nào mà mong muốn nhìn thấy ở ngoài và có thể có cơ hội được đeo vào trên tay để mà mình được truyền cảm hứng và mình hình dung tưởng tượng để ngày tiếp theo mình cũng có chiếc đồng hồ ấy, thì anh chị phải có mặt ở trong nhóm rèn luyện doanh nhân xuất chúng cùng với câu lạc bộ chúng ta ha anh chị ha. Chỉ có trong nhóm rèn luyện thì mới được gặp trực tiếp doanh nhân Nguyễn Thanh Tú thôi các anh chị nha. Thì đây cái bản đồng hồ mà doanh nhân Miss Thanh Tú chúng ta đang sử dụng đó là bản phiên bản DD, là cái bản mà tất cả các đời trọng tổng thống Mỹ đều đeo á các anh chị. Thì anh chị có thể nhìn tìm cái hình ảnh của bác Donald Trump đó, thì bác đã từng đeo cái chiếc đồng hồ phiên bản này ở trên tay và bác full kim cương anh chị. Nên là anh chị chúng ta thấy là phải kinh doanh, phải bán hàng, phải kinh doanh anh chị, là anh chị phải phát triển lên, anh chị cần phải gì ạ? Quan sát những cái người thành công, họ cực kỳ giỏi bán hàng và marketing luôn anh chị. Doanh nhân Miss Thanh Tú của chúng ta gọi là một bậc thầy bán hàng và marketing đó các anh chị nha, thì mới đạt được cái kết quả như là ngày hôm nay, những cái kết quả mà đã có trong vòng thời gian mà bắt đầu xây dựng cái đi trên cái con đường, bắt đầu cái hành trình thành công, tiến đến sự thành công và giàu có của mình các anh chị. Hiện giờ thì đã đạt được rất là nhiều kết quả rồi. Và chứ nếu mà bây giờ Miss Thanh Tú của chúng ta mà vẫn đang sợ sệt, không dám bán hàng, không marketing, gì cũng không hết, thì làm sao mà có thể mua được đồng hồ Rolex anh chị hả? Về nằm ngủ, đặt cái mục tiêu ra là về nằm ngủ thôi à các anh chị ha. Đủ để làm sao mơ, mơ là mình đạt được cái đồng hồ ha anh chị ha. Mục tiêu anh chị á thì lớn không à, toàn là 1 tỷ, 2 tỷ, 5 tỷ. Những cái bản tầm nhìn của anh chị là nhìn vô là tiền tỷ không đúng không? Mà anh chị cứ đòi á, là làm những cái hành động nhỏ, suy nghĩ cũ nhưng mà kết quả mới thôi. Thì sao ạ? Đâu ra anh chị? Không có ra, không được. Phi logic anh chị nha. Không hợp lý chút nào hết. Nhìn lại thì các anh chị nào mà chưa biết doanh nhân Miss Thanh Tú thôi,
chưa biết những cái kết quả của Miss Thanh Tú, chưa biết Miss Thanh Tú là ai, thì Thư khuyên với các anh chị là hãy liên hệ ngay với người bạn của mình, ai chưa có bạn thì liên hệ ngay với Thư để à, được hướng dẫn tham gia vào cái buổi chia sẻ của câu lạc bộ vào lúc 19:30 các anh chị nha. Đấy, để mình được gặp gỡ người thành công trực tiếp, mình được truyền cảm hứng, mình được giao thoa, mình được nhận cái trường năng lượng của người thành công các anh chị nha. Đó mà. Thì các anh chị phải quan sát người thành công và giàu có. Đây, anh chị phải quan sát người thành công và giàu có. Các anh chị doanh nhân nhóm trưởng nhà chúng ta, doanh nhân Miss Thanh Tú, doanh nhân Mr. Công Minh, các anh chị ha, là đều phải giỏi ba cái kỹ năng mà phải giúp gia tăng dòng tiền lên các anh chị. Nếu phát triển dòng tiền, có kỹ năng bán hàng, có kỹ năng marketing, đàm phán và rất nhiều kỹ năng anh chị nha, sau đó anh chị có cái kỹ năng gia tăng dòng tiền rồi thì phải bắt đầu học cái kỹ năng quản lý dòng tiền rồi nhân giống đồng tiền. Tất cả các kỹ năng đó thì sẽ được chia sẻ với các anh chị. Các anh chị sẽ được học trong nhóm rèn luyện doanh nhân xuất chúng của câu lạc bộ chúng ta. Đừng đừng sợ nữa anh chị nha. Anh chị sợ cái thứ mà người giàu sợ, họ đang làm rất là giỏi thì khác nào là anh chị sợ giàu. Bây giờ anh chị đi sợ cái thứ mà giúp cho mình giàu lên thì có vẻ như là mình thật sự không muốn giàu lắm. Anh chị sợ cái con đường mà những cái người thành công giàu có họ đang đi. Thế có ngược đời không anh chị? Cho nên là đừng có sợ anh chị nha. Được không ạ? Anh chị hãy gì ạ? Đưa ra cái quyết định anh chị nha. Đưa ra quyết định là, một là mình sợ và mình sống ở trong cái cuộc sống cũ của mình. Hai là mình vượt qua những cái nỗi sợ của mình. Mình học tập rồi gì ạ? Mình học tập, mình rèn luyện để mà mình đạt được cái cuộc đời mà mình mong muốn. Anh chị, mình trở thành một bậc thầy bán hàng, bậc thầy marketing, một doanh nhân, một người giúp được cho người khác để giúp họ đạt được cái cuộc sống, cái mục tiêu của họ, thì mình sẽ đạt được mục tiêu của mình thôi. Các anh chị cứ ra quyết định thôi, cứ ra quyết định và lựa chọn. Thư ra quyết định lựa chọn trở thành một doanh nhân anh chị nha, để mà có thể có cơ hội giúp cho nhiều người. Khi mà đưa ra lựa chọn anh chị thì Thư cũng rất là sợ anh chị ha, mình không biết làm có được hay không. Doanh nhân với thanh tố của chúng ta cũng vậy, nhưng các anh chị ha, hãy nghĩ đến cái kết quả và cái mục tiêu của mình anh chị nha. Hãy bắt đầu đưa những cái tư duy mà mình đang giới hạn, dừng ngay cái những cái tư duy mà đang giới hạn mình lại anh chị ha, và mình sẽ đảo ngược nó ở trong bảng thôi miên 6 tháng. Tôi là một bậc thầy, cứ ra quyết định về cái kết quả và cái con người mình muốn trở thành. Là một bậc thầy bán hàng, một bậc thầy marketing, tôi là một bậc thầy tuyệt vời nhất trên thế giới. Và khi mà các anh chị tham gia vào câu lạc bộ rồi thì sao ạ? Thì môi trường nhóm rèn luyện của doanh nhân xuất chúng thì sao anh chị? Thì các anh chị sẽ được doanh nhân Mr. Công Minh, doanh nhân Miss Thanh Tú chia sẻ cho các anh chị một cái con đường mà để có thể trở thành một doanh nhân anh chị nha. Một cái con đường nhanh nhất, ngắn nhất để các anh chị đạt được những cái mục tiêu ở trong cuộc sống của mình. Học từ những cái người thành công, mình thành công luôn các anh chị. Và khi các anh chị tham gia vào nhóm rèn luyện đó, thì anh chị sẽ được thay đổi về tư duy, anh chị được học về những cái quy luật của vũ trụ, anh chị sẽ rèn luyện những cái kỹ năng bán hàng, marketing và cái gì ạ? Kỹ năng quản lý dòng tiền. Và các anh chị, những cái mục tiêu ở trong kinh doanh, những cái kỹ năng ở trong kinh doanh được rèn luyện, học và rèn luyện cái điều đó thì sau 5 năm anh chị nha. Anh chị ha. Sau 5 năm anh chị thì ngay bây giờ anh chị biết doanh nhân Thanh Tú đang là một doanh nhân, là một nhà đầu tư rồi, là một nhà đào tạo về kinh doanh rồi, là và đào tạo về kinh doanh và con người, là một huấn luyện viên cuộc sống anh chị. Thì trong vòng 5 năm vừa qua, Miss Thanh Tú thay đổi cuộc sống của mình, mà đã không chỉ là thay đổi cuộc sống của mình mà đã giúp cho hàng nghìn người anh chị thay đổi cuộc sống của họ, trở nên thành công, giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc. Và các anh chị đang có mặt ở trong cái buổi chia sẻ này, là các anh chị đang ở trong cái buổi livestream này cùng với Thư, là anh chị đang rất là khao khát thành công và giàu có. Nên nếu các anh chị thật sự khao khát cuộc sống của mình,
thay đổi, thì lời khuyên của Thư dành cho các anh chị là chúng ta hãy gì ạ? Miss Thanh Tú, chúng ta đã đi đúng trên cái hành trình này rồi các anh chị nha. Thì cái lời khuyên và đang dẫn dắt đã giúp giúp đỡ cho rất là nhiều người rồi. Đã có bộ, trong câu lạc bộ có bộ công thức giúp cho mình đạt được cái sự thành công, giàu có cho cuộc đời của mình các anh chị. Thì lời khuyên của Thư dành cho các anh chị là hãy tham gia vào nhóm rèn luyện. Nếu anh chị học tập mà mình không ứng dụng, nghĩa là mình không hành động á, thì không có ra kết quả đâu ạ. Mình học vì mình và mình phải có môi trường mình rèn luyện anh chị. Mình phải có người thầy dẫn đường và có cái chiến lược đúng. Rồi mình phải có những người bạn rèn luyện với mình, động viên mình, khích lệ mình, thúc đẩy mình tiến về phía trước, thì mình mới có thể thành công được anh chị. Chứ anh chị ha, chứ bây giờ mình học thôi mà không có đi đôi với hành á, đọc đọc sách thôi mà mình không không có thay đổi hành động á, thì không có thành công đâu ạ. Thì trong câu lạc bộ anh trí tuệ ưu tú của chúng ta anh chị ha, thì vào tháng 3 này, ngày 24 tháng 3 này, doanh nhân Miss Thanh Tú và doanh nhân Mr. Công Minh sẽ hướng dẫn cho, sẽ giúp, sẽ tặng cho chúng ta trong nhóm, những anh chị trong nhóm rèn luyện thì sẽ được tặng một cái quy trình anh chị ha, giúp cho các anh chị khai phá được cái con người phi thường ở bên trong của mình, đánh thức cái con người phi thường ở bên trong của mình các anh chị nha, chạm tới cái con người phi thường ở bên trong của mình các anh chị ha. Thì giúp, thì sau đó sẽ giúp cho các anh chị đạt được những cái kết quả rất là bứt phá trong năm 2024 này, được không ạ? Và trong nhóm rèn luyện doanh nhân xuất chúng các anh chị thì cũng sẽ hướng dẫn cho các anh chị một cái cách để xây dựng một hệ thống kinh doanh ở trên internet nha anh chị ha. Xây dựng một cái hệ thống kinh doanh ở trên internet, rèn luyện hướng dẫn cho các anh chị làm thế nào để chúng ta marketing, hướng dẫn cho các anh chị làm sao mà để các anh chị á, có thể xây dựng một hệ thống kinh doanh nè ở trên internet, rồi sẽ được học cách trở thành một doanh nhân, một để mà kinh doanh online các anh chị, và có một doanh nghiệp kinh doanh online luôn, cách làm video marketing ở trên YouTube, các nền tảng mạng xã hội, fanpage, TikTok, top như thế nào giúp cho các anh chị từng bước trở thành một doanh nhân, làm chủ cái doanh nghiệp ở trên internet luôn. Bây giờ kinh doanh truyền thống anh chị ha, là kiểu như là chợ dân sinh, chợ truyền thống ở trên Việt Nam á, thì cũng đang đi học cách để mà làm livestream rồi các anh chị ơi, mà làm bán hàng này kia rồi anh chị, nên là các anh chị biết là thông tin đó mà bao nhiêu trong số anh chị là đọc được cái thông, những cái thông tin gần đây là tất cả những cái chợ là họ cũng đã bắt đầu họ học cách livestream để họ livestream cho cái sạp của mình rồi anh chị ha. Ha, cho nên là anh chị thời đại này mà anh chị không có, anh chị biết là những cái anh chị công việc mà buôn bán truyền thống gọi là trong cái thời kỳ này là đang gọi là không đủ, rất là nhiều người là gọi là không bán mà không đủ trả tiền mặt bằng luôn á các anh chị. Cho nên là anh chị chúng bắt đầu từ nếu mà không, mình kết quả kinh doanh mình không tốt là các anh chị biết là không có tiền mà để mình sinh hoạt, tiền ăn, tiền uống, vân vân, con cái, các chi phí. Thì cho nên bây giờ và các thì trong câu lạc bộ, trong nhóm rèn luyện của chúng ta ngày 24 tháng 3 này các anh chị, thì có những cái quy trình rất là đặc biệt, ở có những cái quy trình rất là đặc biệt, có quy trình đặc biệt dành tặng cho những anh chị mà tham gia nhóm rèn luyện thôi, để giúp cho anh chị khai phá được cái con người phi thường bên trong của mình. Các anh chị ha, trong nhóm rèn luyện thì cũng sẽ hướng dẫn cho các anh chị cách mà bán hàng, mà marketing, cách mà xây dựng một cái hệ thống kinh doanh online của mình trên internet các anh chị. Các anh chị biết cái thời kỳ này nếu mà anh chị không thay đổi thì chúng ta sẽ lụi tàn đó. Một là các anh chị phát triển cùng nền kinh tế đi lên, nắm bắt xu hướng, đón đầu xu hướng, song song cùng xu hướng, song hành cùng xu hướng anh chị, để mà các anh chị gì ạ, kiến tạo lên cái cuộc đời ngoại hạng của mình. Hai là các anh chị đi nghịch lại, và anh chị nghịch lại là anh chị đi không đúng luật rồi, và cuộc sống của mình nó sẽ gì ạ, nó sẽ không an toàn anh chị nha. Cho nên là trong tháng này anh chị, trong tháng 3 này nhóm rèn luyện của chúng ta anh chị sẽ hướng dẫn cho các anh chị
làm cái quy trình mà để khai phá được cái con người phi thường ở bên trong của mình, và cuối tháng 3 thì nhóm rèn luyện doanh nhân chúng sẽ bắt đầu trở lại. Thì sẽ các anh chị sẽ được học cái kiến thức này giúp cho các anh chị xây dựng cái hệ thống kinh doanh ở trên internet. Bắt đầu được không ạ? Được anh chị ơi. Và khi mà anh chị tham gia nhóm rèn luyện á, thì các anh chị cũng sẽ được câu lạc bộ rèn luyện cả về tư duy, về tình niềm tin, các quy luật vũ trụ giúp mình tìm thức những cái kỹ năng ở trong kinh doanh, và sẽ đồng hành với các anh chị trọn đời cho đến khi nào mà các anh chị thành công lớn thì thôi. Và cái đây là sự cam kết anh chị không có nơi nào mà có đâu ạ. Nên ở đây Thư rất là tâm huyết với câu lạc bộ, Thư rất là tâm huyết, và Thư cũng mong muốn chia sẻ với các anh chị là các anh chị nào mà ở đây, là trong nhiều năm vừa qua mình đang loay hoay, mình đang gọi là tìm kiếm cái con đường mà thay đổi cuộc đời của mình, thì hôm nay anh chị đến đúng nơi rồi đó anh chị Hào. Hãy cho phép mình tham gia vào nhóm rèn luyện trong tháng 3 này, và các anh chị ha, để mình và bắt đầu từ ngày mai anh chị là đã học rồi. Nhóm rèn luyện thì đã bắt đầu học rồi các anh chị ha. Chúng ta sẽ 24 tháng 3 này sẽ có cái quy trình rất là đặc biệt các anh chị ha. Nên là anh chị đăng ký sớm, mình có mặt sớm để mình được thực hiện cái quy trình đặc biệt này các anh chị nha. Và các anh chị sẽ được đào tạo, huấn luyện, cầm tay chỉ việc cách mà mình bán hàng, mình marketing ra làm sao, và các anh chị sẽ được câu lạc bộ đồng hành trọn đời từng bước một, giúp cho các anh chị trở thành một doanh nhân các anh chị mong muốn tham gia. Hãy liên hệ với những người bạn của mình, vị trưởng nhóm của mình để mà biết được cái điều kiện tham gia được không anh chị. Anh chị nào chưa có bạn liên hệ với Thư được anh chị ơi, các anh chị hãy liên hệ với trưởng nhóm của mình để đăng ký tham gia có mặt ở trong nhóm rèn luyện trong sớm nhất có thể ngay ngày mai luôn các anh chị nha, để các anh chị sẽ cùng với câu lạc bộ thực hiện cái quy trình khai phá cái con người phi thường của bên trong mình, để cho năm 2024 mình cũng làm một cái năm rực rỡ các anh chị nha. Và để được mình kịp học được cái kiến thức mà giúp cho mình xây dựng cái hệ thống kinh doanh ở trên internet anh chị nha, để chúng ta cần cái sự chuyển hướng này các anh chị, để có cái sự chuẩn bị tốt hơn, có cái năm 2024 thay đổi một cách ngoạn mục. Bây giờ các anh chị biết là mình không có kế hoạch thay đổi, không có cái hành động nào cả, thì năm 2024 này sẽ là một cái năm như những năm khác mà thôi, như những năm đã trôi qua. Anh chị thay đổi để thành công được không ạ? Chia sẻ với các anh chị là rất là tuyệt vời. Đó là cái lời khuyên chân thành mà tôi muốn gửi đến các anh chị. Này, hãy cho phép mình tham gia vào nhóm rèn luyện các anh chị. Rồi, cảm ơn các anh chị đã đồng hành cùng Thư trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Anh chị hai, anh chị nào mà chưa biết, mong muốn biết cái điều kiện để tham gia nhóm rèn luyện thì hãy liên hệ ngay với người bạn của mình. Chưa có bạn thì liên hệ ngay với Thư các anh chị ha. Thì chúc cho các anh chị là có mặt ở trong nhóm rèn luyện, và chúc cho chúng ta các anh chị ha, chúc cho tất cả các anh chị chúng ta là có mặt ở trong nhóm rèn luyện. Rồi, cảm ơn các anh chị và đã dành thời gian để có mặt cùng Thư trong buổi livestream ngày hôm nay, để chúng ta học tập phát triển bản thân mình lên, rất là tuyệt vời. Thư chúc cho các anh chị là ngày hôm nay là một ngày tràn đầy năng lượng, thành công, giàu có, hạnh phúc trọn vẹn từ sáng cho đến khuya các anh chị nha. Xin chào.